Ok rồi. Liệu lúc mình chết thì họ có buồn không? Dù mình có bảo họ quên một đứa như mình đi thì chắc là họ cũng chẳng nghe. Wow, và khi nghĩ đến điều đấy thì Charlie khóc rồi đó. Và giọt nước mắt thì lại là màu đen cơ. Mong là họ không phải đau khổ với mình. Hay chà chà, Charlie của chúng ta. Rồi xong phim, đen hết luôn. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Ok, nhớ về Hayden. Nhóc Hayden và bà Joan. Bà là Joan nữa. Hai người họ đều là những hồn ma tốt. Nhưng mà tại sao họ lại chịu cô đơn và đau khổ như vậy chứ? River. Chắc cô cũng đã rất đau khổ. Charlie, cơ thể cầm cự. Eugene, chắc hẳn cậu cũng bị tổn thương và đau đớn và cô đơn nữa. Charlie, chị River vẫn. Vì cậu là một đứa nhóc tốt bụng nên cậu mới muốn chịu trách nhiệm và hối lỗi. Chị River, làm ơn, chỉ một lần thôi. Còn mình thì sao? Làm ơn, hãy nhìn mình đi, chỉ một lần thôi. Không biết đè giọng của ai nhỉ? Mình. Chết tiệt, chết tiệt. U rồi. Ok. Cắt hết đống tóc con ạ. Và chúng ta đã chạm được đến vào cái bản thể thật của River. Chết tiệt. Nghe tiếng bố mắt gọi cô đi. River, chị có nhìn thấy em không? Ai? Ai dám cắt tóc ta? Chị River, là em đây, là Eugene đây. Đừng nói chuyện với ta, sẽ không bao giờ tha thứ. Chị River. Chết tiệt, đồ ngốc đó. Tức giận đến mức không nhận ra giọng Eugene. Chúng tôi cần làm cô ta tỉnh táo lại. Nhưng mà người duy nhất làm được điều đó. Eugene, ngừng khóc lóc và nói chuyện với River đi. Có mình cậu làm được vậy thôi. Ok, sao người dám làm vậy với ta? Chết tiệt, tôi không thể, tôi không nên. Ta sẽ xé xác người thành ngàn, thành triệu mảnh. Tôi cứ nói cái gì là sẽ gây hiểu lầm mất. Người phải chịu tất cả những nỗi đau mà ta đã trải qua. Nhưng nếu là cậu, chị River, kệ hết đi, phá nát mọi thứ đi. Cả hai đều bất ngờ luôn. River khựng lại trong thoáng chốc. Úi dồi, khiếp, hóa ra khổng lồ rồi đấy. Có vẻ như là River mà khi biến thành ác ma còn kinh khủng hơn cả bà Joan và Hayden rất là nhiều luôn. Dĩ nhiên là chị không thể tha thứ cho sếp rồi. Em cũng vậy. Chị River, em cũng ghét anh ta. Em ghét anh ta chết đi được. Em căm thù của anh ta đã lừa gạt và giăng bẫy chị, rồi lấy lý do rằng anh ta muốn cứu giúp thêm nhiều người. Dĩ nhiên là chị sẽ ghét sếp rồi. Anh ta đáng phải chịu sự tức giận của chị và hơn thế nữa. Cô ta tỉnh lại chưa? Không, không, cô ta vẫn đang chìm trong bóng tối. Em xin lỗi, chị River, em đã không hiểu được chị. Không, em thậm chí còn chẳng cố gắng để hiểu chị. Em xin lỗi. Tôi, trong cái thế giới thối nát này, tôi. Chị River, nỗi đau của chị, vết thương của chị, em xin lỗi đã không cố gắng quan tâm chị hơn. Xin chị hãy để em khóc cùng chị lúc này và cả sau này nữa. Hãy để em tức giận cùng chị, để chị không phải chịu một khổ một mình hay phải cô đơn nữa. Em sẽ luôn ở bên chị, cho dù đó có là điều xấu xa. Tức là Elgin đang cố gắng tỏ ra cảm thông à? Cậu ta đang nói vậy thật sao? U rồi. Tôi. Cậu. U rồi.
Và ok rồi, như vậy là River đã quay trở lại hình dáng phase 1 các bạn ạ. Còn một lần nữa là trở về bình thường ấy. Nhưng mà lúc mà trở về bình thường xong thì chắc là cũng là bị biến mất luôn. Người mới của chúng ta, chị River, có tác dụng rồi. Thế cậu học cái kiểu nói chuyện đó ở đâu vậy? Tóc River buông xõa nhẹ nhàng. Chị River, hức hức. Cảm ơn cậu, Elgin. Tôi thành thật mà nói, tôi từng căm ghét bản thân. Ý tôi là tôi căm thù thế giới. Nhưng mà tôi mới là kẻ tồi tệ. Tôi muốn làm hỏng mọi thứ và phá hủy tất cả. Chị River, không, không đúng đâu. Phải rồi, điều đó không còn đúng nữa, Elgin à. Nếu người như cậu sẵn sàng ở bên cạnh tôi, chắc là tôi sẽ không tồi tệ. À, chắc là tôi không tồi tệ như mình tưởng. River, chị River. Tốt rồi. Nhưng mà tại sao cô ta vẫn đang ở trong dạng ác ma? Nhưng mà Elgin này, như vậy vẫn chưa đủ. Tôi không ghét bản thân mình nữa, nhưng ánh sáng vừa trở lại trên mặt của River dần mờ đi. Chết tiệt, River vẫn chưa, cô ta vẫn chưa ổn hoàn toàn. Tên sếp khốn nạn đó đã phá hủy cuộc sống của tôi, cái chết của tôi, và thậm chí là cả kiếp sau của tôi nữa. Hắn ta chẳng chờ lại cái gì cả. Cô ta khó mà giữ mình ổn định được nữa. Điều duy nhất còn lại, ám ảnh này, tôi phải làm gì với nó đây? Chị River. Ánh sáng trên mặt River dần vụt tắt. Chết tiệt, ánh sáng. Chị River, em ở bên chị mà. Nhưng nếu chị, cô ta sẽ trở thành ác ma. Ác ma đáng sợ và xấu xa nhất. Chị River, điều đó Elgin, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Ánh sáng vụt tắt. Không, nếu ánh sáng biến mất rồi, xong, lại hóa thành dạng quỷ rồi. À, quên nhầm, dạng ác ma chứ. Mọi thứ ở đây sẽ chết tiệt. Này đồ điên, tên sếp khốn kiếp và tất cả những gì hắn ta muốn bảo vệ, rốt cuộc cô cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ. Và cô không thấy sao? Tất cả những thứ xung quanh cô, tất cả những thứ cô đã phá hủy, xóa tan tất cả. Cô không thấy tên ngốc đằng kia vẫn muốn ở bên cô mặc kệ những ác nghiệp cô đã gây ra à? River khựng lại trong thoáng chốc. Chị River. Chết tiệt, River, cứ gào thét và nổi điên như cô muốn đi. Tôi biết mà, tôi cũng muốn làm vậy. River áp sát mặt vào người mình. Trời quá tối để có thể nhìn rõ nét mặt cô ta. Nhưng thật sự, điều đó có thật sự là tất cả những gì cô muốn? Tôi biết là mắt cô vẫn hoạt động mà. River ngước lên. Ga tàu. Tức là chỉ còn lại một chút trắng trắng thôi các bạn ạ. Mình lặng lẽ chỉ tay sang bên cạnh. Mình có thể thấy mặt của River ở cao hơn mình, nhưng mình vẫn không thấy rõ nét mặt của cô ta. River, chị River. Lại quay về dạng này rồi. River lặng lẽ bước đi. Đợi em với, chị River. Cậu định làm gì sau khi đi theo cô ta? Tôi phải chứng kiến. River. Tôi nên làm những điều mình muốn khi đã có người bảo vệ trông chừng cho mình. Chị ấy đã để tôi làm theo ý mình, nên lần này tôi sẽ là người trông chừng cho chị ấy. Đồ ngốc. River bước chậm lại. Ok, rồi chúng ta lại quay lại cái khu này. Sếp. Này, ông Chùn.
Thôi mình cứ báo tin tốt đi. Tôi mang Elgin về rồi. Đúng rồi, nhưng mà mình cũng mang cả River về luôn. Và một người nữa. Sếp đứng dậy từ nơi ấy. Anh bảo vệ cơ thể Elgin. Làm tốt lắm. Từ thời khắc này, River chậm rãi bước đến chỗ ông trùm. Trách nhiệm là của ta. Hai người họ đang cắn chặt răng. Cũng dễ hiểu. Sếp. River. Ui dồi ôi. Ngươi. Ngươi muốn được ta tha thứ. Lại im lặng rồi, khổ quá. Nói cái gì đi xem nào. Im lặng từ đầu game đến giờ thôi. Ngươi muốn Elgin thế chỗ ngươi, tự tha thứ cho bản thân và thanh thản bay đi. Lại im lặng. À rồi, may quá. Đúng, một trong những điều đó. Rất muốn. River bóp chặt sếp. Vậy thì nếu ngươi làm vậy, còn Joan thì sao? Còn Hayden thì sao? Còn Charlie thì sao? Và Elgin nữa. Còn ta. Cô ta lại mất bình tĩnh rồi à? Tôi không còn gì để nói với cô. Chỉ vậy thôi. Các bạn đến giờ phút này các bạn cảm thấy sếp là người như nào các bạn? Thực sự là mình cảm thấy rất khó chịu luôn đấy. Gì à? Cứ thái độ kiểu này thì đúng kiểu của người rồi. Kể cả bây giờ, đến khi kết thúc, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Thôi cái này tự chịu trách nhiệm thôi. Cái đang nghiêng đang lành đang mãi mới khiến River hóa về cái dạng nửa người nửa ác ma này, thì cuối cùng xếp lại cho một vài sự im lặng, và cuối cùng đây chính là kết quả. River giơ móng tay lên. Cái gì đấy? Hả? Dù chỉ một chút, nhưng nỗi đau của một linh hồn bị chia cắt vẫn chạm đến cả mình. Ta chẳng còn gì. Rốt cuộc chẳng còn gì. Bóng tối trào ra từ người River. Chị River. Chẳng còn gì để lại. Vết thương. Cái gì? Tại sao lại có ánh sáng ở đó? Ha, ta hiểu rồi. Đến cuối cùng, ngươi vẫn chẳng thể thành thật. Cái gì? Đây là... Sếp cố nghĩ lời để nói, nhưng vết thương đang tỏa sáng. Được rồi, ngươi không phải nói gì nữa. Ngươi đã nói đủ rồi. Bóng tối trào ra gần như bao bọc toàn bộ cơ thể River. Vết thương ta gây ra cho người và chút ánh sáng còn lại trên mặt của River vụt tắt, đã trở thành cách người chuộc tội. Cơ thể River không còn bị bóng tối bao bọc nữa. Ánh sáng tỏa ra từ người River. Ánh sáng xóa tan bóng tối. Cô luôn. Ánh sáng chói lòa che đi gương mặt của River, khiến ta thấy tự hổ thẹn với bản thân. Sếp từ từ nhắm mắt. Ui từ từ chói thế. Mình cũng không chịu được nữa. Và nhắm mắt. Oh, ok, đúng là mình làm theo thật thì nó đỡ chói hơn hẳn các bạn ạ. Úi rồi, lại mở mắt ra. Và chúng ta sẽ chứng kiến được điều gì? Ok, như vậy River đã ra đi rồi. Nhưng mà đây là cái kết mà mình gần như vẫn chả hiểu được cái điều gì cả. Yeah. Tôi gọi thật sự là cái cái khoảnh khắc giao đi này của River nó khá là khó hiểu các bạn ạ.
Không biết là bạn nào chơi đoạn này các bạn có hiểu được ý nghĩa của cái việc tại sao River lại có thể ra đi thanh thản được như vậy không? Chứ mình thì cảm thấy mình hơi đang hơi khó hiểu đấy. Thôi rồi chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua nhé. Đây mấy cái vết móng tay trên cổ của sếp đây. Nhưng tại sao rõ ràng cái Ava nó mặc áo mà đây tại sao lại trần như nhộng như này? Nên mình đang thắc mắc là chuyện gì xảy ra với River hơn. Sếp lặng lẽ mở chiếc mề đay nằm trên quạt của mình. Ok, một sợi dây. À không, không, à, ý tôi là cánh cửa đã sập xuống. Sẽ không còn nhiều ác ma tìm đây nữa. Vậy ý anh là cánh cửa đó là nơi duy nhất mà ta có thể trú ngụ. Đó là lý do mà ta tồn tại. Chết tiệt. Sếp cầm chiếc quạt và một lọn tóc tết của River. Hóa ra là nhà sếp đã luôn luôn giữ một mảnh kỷ vật của River. Hóa ra là nói về cái này còn ạ. Một mớ tóc tết ở trong cái chiếc mề đay của cái quạt. Rồi đặt chúng lên tay River. À nhưng rồi đặt chúng lên tay Elgin. Sếp, em đã nói với chị River. Em đã nói với chị ấy rằng em đã khóc cùng chị ấy, tức giận cùng chị ấy, bất kể chị ấy quyết định làm gì. Nét mặt của sếp thay đổi. Anh ta đang dùng mình. Khoan đã, không phải. Ha ha. Ôi trời. Khi sếp cười, chiếc mề đay rụng khỏi chiếc quạt tả tơi. Mình nhìn sếp, bóng đen chỉ còn lại chút ánh sáng le lói, cô đơn trong ga tàu đổ nát. Sếp nhặt chiếc mề đay lên và quay lưng lại. Này sếp. Ồ, đây có phải là lần đầu tiên mà Charlie gọi là sếp không? Mình thường toàn gọi là ông chú mà. Cuối cùng Charlie cũng công nhận rồi à? Nhìn anh đỡ nặng nề hơn rồi. Sếp dừng lại trong chốc lát và chậm rãi gật đầu. Sếp rời đi và không bao giờ quay lại nữa. Thế thì sếp để lại nói điều gì đi chứ? Sao ra đi đột ngột thế? Mà sếp này nha các bạn nha, sếp này là tự kiểu là đi và biến mất luôn ấy, chứ không phải là kiểu ra đi thanh thản như mấy người kia đâu các bạn ạ, gọi là siêu thoát đâu. Ông này ông đi đâu mất rồi, chẳng biết vì sao có được gặp lại hay không nữa. Rồi thì tôi nên làm gì đấy? Thế cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm những việc mang mọi người đến gần nhau và giúp họ hạnh phúc mà không phải chịu đau khổ. Tôi thấy vài vấn đề với điều đó. Đúng vậy, mọi người đã rời đi cả rồi. Chết tiệt. Mình ngồi bệt xuống đất. Câu hỏi bây giờ là tôi sẽ phải làm gì? À không, thôi mình hỏi về Elgin đi. Bây giờ thì Elgin là thành viên duy nhất còn lại của văn phòng địa phủ rồi. Ba người đã siêu thoát và một người đã ra đi, biến mất không một dấu vết. Ít nhất là cậu vẫn còn sống. Chết tiệt, đáng là tôi nên nhân lúc còn tỏa sáng mà biến sang thế giới bên kia. Ở đây vui vẻ chỗ nào chứ? Tất cả những gì tôi làm được là chứng kiến mâu thuẫn. Và rốt cuộc lại trở về với bóng tối. Tôi xin lỗi. Gì cơ? Tôi hứa với sếp là sẽ chịu trách nhiệm lo cho bạn. Nhưng mà tôi thấy dường như tôi chẳng giúp được bạn chuyện gì. Ha, chết tiệt. Vậy sao? Ha ha ha. À, xin lỗi nhé. Chết tiệt. Sao cũng được. Chỉ cần cậu không quên là được. Hả? À, không có gì đâu. Vậy à? Vậy là mọi thứ đều bị phá hủy. Có vẻ là vậy. Ga tàu chúng tàn tạ như chúng ta. Không, như cậu vậy. Nghe cũng đúng. Tôi cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ. Tôi nghĩ Hayden cũng từng cảm thấy như vậy. Và bà già Doan. Và chị River. Đúng vậy. Có lẽ là cả sếp nữa.
Thế là mọi người đều như vậy. Ha ha. Đúng rồi. Ai cũng suy sụp một lần nhỉ? Có thể là hơn. Chết tiệt. Tôi cũng vậy. Gì chứ? Chuyện đó... Nói thẳng ra đi. Có ai... giọng ai đây? Đó là... Chúng tôi là đội cứu hộ. Lên tiếng, còn sống. Có vẻ đội cứu hộ đến rồi. Ai đây đấy? Cứu Elgin đây này. Có vẻ là vậy. Vậy thì mình cầm chiếc kéo và đứng dậy. Có lẽ chúng ta nên đi tìm mấy tên ngốc sư sụp khác. Đầu tiên là cậu. Và bạn nữa chứ. Ok, như vậy là sau khi sửa chữa thì cát đầu đã lại như mới rồi. Úi trời ơi. Hả? Nên tờ giấy nằm trong tập tài liệu bỗng dưng bay lên không? Ha ha. Hãy kéo ra tờ giấy ghi có hoặc không. Bạn đã đến văn phòng chưa? Rồi. Nếu vậy, hãy đến văn phòng ở nhà ga. Có một người bạn đang đợi ở đó để giúp bạn. Tờ giấy mất sức và rơi xuống đất. Charlie rõ ràng rồi. À, đây chắc là cái ác ma đang nói chuyện với Elgin đúng không? Ừ, được Elgin hướng dẫn là đến đây. Một người đang vừa cắt giấy và lẩm bẩm mà không thèm quay mặt lại. Cậu lại đưa tên tôi cho một tên mỹ ướt nữa đúng không? Mấy tên nhóc đó cứ kéo đến xin lời khuyên. Charlie, đêm nào cũng vậy. Ngưng mang tên tôi ra một cách vô tư như vậy đi. Cứ thế này, sẽ có người đến thử thách. Hở? Elgin bảo cậu đến đây à? Elgin? Tôi không biết. Chỉ là có người bảo tôi đến đây nói chuyện nếu tôi thấy đau đớn. Cô là ai? À, tôi luôn thấy ngại khi giới thiệu bản thân, nhưng tôi là nhân viên của văn phòng địa phủ. Tôi không làm hại người đâu, thường là vậy. Tôi không biết cậu đến đây vì lý do gì, nhưng không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Vì chúng ta còn rất lâu trước khi rời khỏi thế giới này. Nên cậu còn nhiều thời gian để ổn định lại. Mình cho đến lúc đó trò chuyện với tôi nhé. Ok, rồi như vậy chúng ta đã kết thúc được cái lần chơi đầu tiên của tựa game Charlie ở địa phủ. Gì nhỉ? Theo mình nghĩ thì chắc bạn nào chơi lần đầu tiên ấy. Mà gì nhỉ? Đi theo cái lối đi như mình thì chính là không thể bất cứ ai biến thành ác ma ấy, thì chắc là cũng sẽ đến được với cái ending này thôi. Chúng ta đã trải qua một chặng đường khá là dài. Đã mở khóa thành tựu Charlie ở địa phủ. Mật chuyện Charlie ở địa phủ đã hoàn thành. Đây sao lại có bầu trời đêm thế này, trông khá là đẹp ấy. Ok, chúng ta đã chính thức kết thúc rồi. Để xem nha, tựa game này có mấy ending ấy nhỉ? 4 à? Ôi, khô họng quá các bạn ạ. Mình quay xong video mình là phải làm một cốc nước rồi đã. Hành trình dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Uầy, thế mà mình thành ra ending thứ 3 cơ. Mình cứ tưởng đầu tiên chứ. Ok, rồi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái series Charlie ở địa phủ nhé. Và mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt mấy cái ending còn lại nữa. Nên các bạn là cứ yên tâm. Ok nhá. Rồi, thì hẹn gặp lại mọi người ở các ending sau. Bye bye.